cảnh mà Vĩnh Anh phải chở Kim Tuyến bằng xe hơi. Lại nói về cái điều này thì việc lái xe hơi thì Vĩnh Anh chỉ có học lái trước đó có một ngày thôi à? Thật sự rất là bất ngờ khi mà ngồi trên xe cùng với diễn viên Vĩnh Anh thì Kim Tuyến mới biết được một thông tin là Vĩnh Anh chỉ mới tập xe ngày hôm qua. Rất là bụng và lúc đó mải diễn quá bị lún cuốn quên mất không gạt cái tay phanh và thấy là cái xe nó cứ lao đi và bỏ mặc Kim Tuyến ở trên đó. Và cũng may là Kim Tuyến là một người thực sự là bình tĩnh nữa, nên tối ở trên xe cô xử lý một tình huống rất là đơn giản để cùng cứu mọi người khỏi cái tai nạn rủi ro không đáng có. Đây là lại là một cái sự rất là may mắn cho cả ekip, cả đoàn phim, đó là cảnh quay đầu tiên. Ok, stand by. Road cam. Action. Khi mà đạo diễn kêu chuẩn bị thì Kim Tuyến giống như rằng là bao nhiêu sức lực của mình sẽ dồn cho cái cú chạy tông tông cửa chạy ra này. Nhưng mà vì quay đi cái sàn rất là trơn mà chúng đã có một cái cú ngã đập đầu xuống nền nhà, gần như trong vòng 10 giây Kim Tuyến đã bất tỉnh. Thì chúng tôi rất là lo lắng bởi vì là bối cảnh ở trên sân thượng của nhân vật Mỹ Lan là chỉ có một mình Kim Tuyến thôi. Nếu Kim Tuyến không quay được thì chúng tôi đành phải off máy thôi. Chắc chắn là anh Bảo Vũ là người sẽ lo sợ nhất vì sợ rằng cảnh quay có thể sẽ bị trì hoãn bởi vì cái tai nạn này. Nhưng mà sau 10 giây bất tỉnh đó thì Kim Tuyến tỉnh lại thì đầu cảm thấy hơi choáng. Hình như Kim Tuyến bị đập mặt ở ngay xương gò má. Slippery. And you have to wearing raincoat. Yeah? Yes. Okay. Wearing raincoat and use easy rig. Tại thời điểm đó, cảnh quay lại tiếp tục thực hiện và chỉ mất khoảng 30 phút để cho Kim Tuyến định thần lại. Thì vì bản thân Kim Tuyến cảm thấy mọi người đã cũng quá mệt mỏi, Kim Tuyến cũng muốn cố gắng không vì cái tai nạn này mà nó ảnh hưởng tiến độ đoàn. Nhà sản xuất hành trình cũng rất là lo lắng và đề nghị tôi là tôi đưa Kim Tuyến đi bệnh viện coi lại cái vết thương như thế nào. Việc mà Kim Tuyến trở lại với cảnh quay ngay lập tức sau đó chừng chưa tới 30 phút là khiến cho đoàn chúng tôi rất là xúc động vì cái tác phong làm việc rất là chuyên nghiệp của chị. Dường như có chưa bao giờ Kim Tuyến thấy một cái cú ngã nặng như vậy mà không để là cú dấu tích gì, kể cả một vết xước nhỏ hay là một vết bầm rất là nhỏ. Điều này anh đạo diễn Bảo Vũ có nói là chắc là do em đoàn mình được tổ đãi. Thì thật sự nếu mà nói duy tâm một chút xíu thì Kim Tuyến rất cảm ơn có thể là tổ nghề, tổ nghiệp ủng hộ bộ phim để bộ phim hoàn thành một cách tốt đẹp, không bị một vấn đề trục trặc gì. Anh em đi ăn đi. Rồi xong em. Hai dọn gì dọn hai em đi ăn.